đây là mẫu bà con kim loại. Khi mấy bạn nhận hàng thì làm được hai bộ phận, đây là cái hộp đựng nè, đây là hộp đựng để đựng một cái cây dài này. Còn cây này thì vì cái túi à, mình tháo ra, mình tháo túi, mình kéo túi ra, tặng cái này ra nha, tặng cái nắp này ra đó. Rồi đây, đây rồi, cái này mình sẽ quấn keo lại, còn đây mình chưa quấn keo, mình dễ cho dễ. Rồi đối với lại kim loại thì nó có nút gài đi rồi nên nó không có sẽ tuột ra. Nguyên bộ rồi, đơn giản là mấy bạn chỉ việc nhét vô cái đầu của mấy bạn cái này ra nè đó. Rồi các bạn lấy vô, rồi tiếp theo là vặn cái nút này lại. Rồi chú ý đây là mẫu kim loại nên mình sẽ khó hơn một cái tập cách cũ nha, chú thẳng đứng một góc 90 độ thì mình lắc lắc thì cũng không ra, tại vì cái khóa lúc nãy là mình cái phần bơ khóa lúc nãy rất là khó để mấy bạn dũ ra nếu chưa quen. Mình cho các bạn cái khóa này các bạn có thể thả luôn đó. Giờ cái này nó mới giữ lại, sau đó mình sẽ nhập thêm cái này để cho các bạn gãy.